Đây, thưa các bác, đây là một cái đồng hồ dựng này. Nhưng mà các bác nhìn các bác không thể biết được đây là đồng hồ dựng hay đồng hồ xịn, đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn này, các bác không thể biết được cái đồng hồ này đồng hồ dựng hay đồng hồ xịn, đúng không ạ? Tại vì nhìn nó không phải thợ không biết được, ngay cả đến thợ cũng không thể biết được đồng hồ dựng nghĩa là như thế nào. Xin thưa với các bác, đồng hồ dựng tức là người ta mua vỏ về lắp máy này, mua vỏ này, mua mặt số này, mua kính này, mua máy này, mua dây này về lắp để nó lên thành cái đồng hồ. Đấy, và những cái đồng hồ mà dựng vỏ này nó hay bị tụt cái núm ra lắm, tại vì là cái máy của nó lâu rồi mà, máy của nó lâu rồi nên là cái cá để giữ cái núm ti này này nó không chắc nên là nó hay bị tụt cái núm này ra đó, khi mình rút ra nó hay bị tụt ra đó. Đây các bác lưu ý nhá, cái đồng hồ dựng ấy, đây em sẽ tháo ra thị phạm cho các bác xem. Đây là một cái đồng hồ dựng nhá, 100% là đồng hồ dựng đó. Đây các bác nhá, em thị phạm luôn các bác này, dây riếc vẫn còn nguyên, túi bóng còn nguyên nhá, em thị phạm luôn cho các bác xem để minh chứng cho các bác cái đồng hồ này, đồng hồ dựng đó. Các bác nhìn vẫn còn nguyên, rất là ngon đúng không nhỉ, túi bóng bọc hết rồi này. Đó, vẫn chuẩn luôn nha các bác nhá. Em bật điện lên cho nó sáng một tí. Đấy, để làm cho các bác xem cái video này. Đấy, bởi vì rất nhiều bác mua trên mạng ấy không biết được. Nhìn này thì đúng là hạt xịn rồi, kim thì kim chuẩn rồi, mặt kính là mặt kính đẹp rồi. Đấy, mặt số mặt đẹp rồi. Đấy, máy cũng rất là đẹp đúng không nhỉ, nhưng mà không thể biết được hàng dựng hay không. Đấy, em sẽ tháo ra cho các bác xem. Đấy, cái bóng còn nguyên này, các bác nhìn thấy không? Em sẽ tháo ra nhá. Đồng hồ dựng tức là người ta sẽ mua vỏ, mua mặt số, mua kim, mua máy về lắp thành một cái đồng hồ, người ta gọi là đồng hồ dựng các bác nhé. Đó. Và cái này nó hay bị do là cái máy nó lâu rồi nên là nó hay bị tụt, nó hay bị tụt cái núm ra các bác nhé. Đấy, các bác thấy chưa? Đồng hồ dựng này, máy này, nó là máy cũ thôi, người ta tuốt lại cho nó đẹp thôi các bác. Đó, các bác nhìn thấy đấy, người ta tuốt lại cho nó đẹp thôi. Vẫn là máy xịn thôi nhá, còn hơn gấp vạn lần cái máy tàu các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thế này. Đó, nó còn máy cũ nhưng mà nó tuốt lại, nhìn rất là đẹp, đúng không nhỉ? Nhưng mà nó còn ngon hơn gấp vạn lần máy tàu, được chưa ạ? Đấy, các bác chỉ cần rút cái núm này ra nhé. Đấy, nó sẽ có một cái thò ra này, thò ra đây. Các bác chỉ ấn cái này xuống, đấy, là nó ra thôi. Đó. Để thấy em chỉ còn sót lại đúng một cái núm cuối cùng, sót thôi nhá. Em cũng thay khá nhiều cái này đấy, nên là còn đúng một cái thôi. Lắp cho bác ấy. Nó có gì thì bác sẽ xem cái video này ấy, bác Tùng bác lắp vào cho em nhá. Em sẽ lắp rồi. Em lắp cho các bác ấy. Em sẽ lắp đến thử. Vẫn còn đang thừa một tí các bác nhá. Em sẽ cắt bớt cái núm tỉ này đi, cho nó ngắn lại, nó hơi dài một tí. Đấy, cái hàng dựng nó hay bị tụt cái này ra lắm các bác này, tại vì cái cá giữ máy của nó lâu ngày rồi, nó bị nhờn rồi. Đấy, nên là nhiều bác mua trên mạng online ấy, các bác không biết cái được cái này, chỉ có cái này của thợ biết thôi ạ. Được chưa? Đấy, và em sẽ dùng kia kìm, em sẽ cắt bớt cái kìm này đi cho nó ngắn này. Đó, các bác đừng cắt quá tay nhá, cắt vừa thôi, cắt ít một thôi. Đây em quen rồi, đây này em chỉ cắt một phát thôi. Còn nếu mà bác nào chưa quen thì các bác phải cắt từng tí một, không nó hụt, thừa một tí còn hơn, chứ nó hụt thì khổ lắm các bác ạ. Đó, em cắt chuẩn luôn, các bác thấy chưa? Nó vào rất là khít luôn này, khít 100% luôn. À, em sẽ rút ra chỉnh giờ lại cho bác Thanh Tùng xem nha.
Ok nhé bác Thanh Tùng nhá, em đóng vào em chỉnh lịch cho bác xem nhá. Đó, chỉnh giờ đây các bác nhá. Đó, ngon lành nha bác Thanh Tùng nhá. Đó, được chưa? Đó, thế là xong nhá. Bây giờ em rút ra. Em còn đúng một cái núm duy nhất. Không còn nhiều. Đấy, nếu rút ra thì các bác giữ cái máy này. Các bác rút ra một nấc chỉnh giờ ấy. Đấy, sau đó là nó sẽ thò ra một cái lỗ này. Thò ra một tí. Đấy, thò ra một tí này các bác nhìn đấy. Đây này. Đó, mình sẽ ấn vào đây. Ấn vào đây. Thì vừa ấn, vừa rút cái này ra là ra này mà. Rất là dễ. Được không ạ? Đó, này ra. Được chưa? Đấy. Và em sẽ lắp lại cái núm cũ của nó vào. Đó. Núm SK này cũng có núm xịn và núm thường nhé các bác nhé. Núm SK này. Đó. Đấy, sau khi xong rồi ấy thì em sẽ lắp cái căn này vào. Các bác lưu ý cái căn nó có hai cái nấc này, này. Thì nó sẽ ở đây. Một cái núm bơm, một phần núm bơm. Một cái ở phần giữa. Đó. Đó. Đấy, sau đó em sẽ lắp vào cho các bác nha. Đấy, các bác nhìn này, các bác không thể biết được cái này là hàng dựng đúng không ạ? Nhưng mà khi tháo ra nhìn máy thì các bác thấy là máy cũ. Đúng không nhỉ? Máy cũ. Đó. Máy cũ người ta sẽ tuốt lại cho nó mới, cho nó đẹp. Đó. Nhưng mà nó rất hay bị tụt cái núm này. Đó. Được chưa? Ta mua vỏ rời, mua máy rời lắp lại. Máy có thể là có rất nhiều. Thế là những cái người mua máy cũ, đồng hồ cũ các bác. Nhiều chỗ đó. Mua cái đồng hồ SK cũ này. Đấy, người ta về người ta dựng lên. Hoặc là cái vỏ cũ người ta tuốt lại, đánh bóng lại. Cái vỏ cũ đánh bóng lại. Nếu mà người ta không mua cái vỏ mới này thì người ta đánh bóng cái vỏ cũ là ok. Đó, vỏ cũ đánh bóng lại là ok. Đấy là em đã lắp xong. Thì em cũng chỉ luôn cho bác Thanh Tùng biết. Bác có thể tháo ra được. Bác nhờ một người giữ hai tay, giữ hai bên máy này, giữ hai bên đồng hồ như thế này bác Thanh Tùng nhá. Đấy, giữ như này. Còn bác có thể dùng một cái kéo này, cái kéo như này này, kéo cắt giấy ấy. Bình thường đấy. Các bác cứ đặt vào đây. Đấy, đặt phải giữ các bác nhá. Đấy, đặt giữ, hai tay giữ dưới này, giữ trên này. Đấy, giữ trên. Em để nghiêng một tí cho các bác nhìn nhá. Đấy, rất dễ thôi mà. Đấy. Một người giữ hai bên này này và một người giữ như này. Sau đó các bác nick nhẹ từ từ ấy là nó ra thôi mà. Rất dễ thôi mà. Đó, rất là dễ. Nếu mà không bác không có đồ tháo. Còn nếu có đồ tháo thì rất đơn giản rồi. Đó, đúng không ạ? Đấy. Đấy là em đã làm xong cho bác Thanh Tùng rồi nhá. À, đây là cái núm cuối cùng vừa của em. Còn lại đúng một chiếc thôi. Đó. Và cái SK các mua trên mạng ấy thì là nếu mà máy tàu thì rất là khổ, nhưng mà nếu mà máy xịn mà người ta dựng lại như thế này ấy còn ngon gấp vạn lần máy tàu các bác nhá. Đó. Tại sao các bác mua trên mạng giá nó nhiều thế mà giá nó rẻ thế, nó ở chỗ đấy các bác ạ. Chứ các bác không hiểu các bác ấy. Và thậm chí là rất nhiều người mua về chính sách, ví dụ khuyến mãi. À, và đợt khuyến mãi thì giảm giá một nửa. Thực ra nó gửi cho các bác những cái đồng hồ dựng này. Đấy, là còn ngon còn may. Không, nó gửi cho cái đồng hồ máy tàu còn khổ nữa các bác ạ. Đó. Đấy. Chào các bác nha. Đấy, các bác thấy đấy. Đây chiếc SK dựng nhá. Nhìn rất đẹp đúng không? Rất đẹp. Đấy, còn tem hết nha. Đấy, nhưng mà nó là hàng dựng. Hàng dựng tức là người ta mua hoạt số, mua kim, mua vỏ. Có thể là máy của người ta. Vì người ta lắp vào, gọi là hàng dựng. Hoặc là cái đồng hồ cũ là người ta tuốt lại cho nó bóng. Cho nó mới như mới. Người ta gọi là đồng hồ dựng đấy. Đây các bác nhé. Đó, nên là các bác mua trên mạng ấy. Thì đồng hồ thì có thể là người ta sẽ đưa ra cái chiêu trò. Đó là khuyến mãi, giảm giá một nửa chẳng hạn. Đó, nhưng mà nó lại là hàng này, hàng dựng chẳng hạn. Hàng dựng vẫn còn may. Chứ mua phải hàng tàu khổ nữa. Đó, đây video đang chia sẻ với các bác ngày hôm nay. Đó.
chào các bác nhá.